Những con đường trắng nhựa rộng lớn khác biệt với con đường đất gồ ghề lồi lõm. Những dãy nhà quét vôi trắng xóa, khang trang, có cái cao 2-3 tầng như hình vẽ trong sách. Những chiếc xe gắn máy chạy nhanh, những đứa trẻ quần áo chỉnh tề, sang trọng. Thị tứ tấp nập người mua bán. Trừ những liều chợ cũng bằng phên tre là quen thuộc, còn tất cả đều lạ mắt, rầm rộ. Những cánh đồng lúa xanh đã khuất bóng ở dãy nhà san sát đầu kia. Một mặt trời buổi chiều đã khuất đâu đó, ánh nắng trải trên mặt, trên nóc ngôi nhà lầu cao màu vàng nhợt nhạt. Tôi như ngây ngây trước quang cảnh lạ mắt đó. Chiếc xe lam cũ kỹ của chúng tôi trông nghèo nàn già cỗi cạnh những chiếc xe lam khác đậu dọc bên chợ. Nước sơn đã chóc, vài chỗ rỉ sét móp mép, đất đỏ bùn đen bết bát trên thành xe, nhất là trên vành bánh xe trông càng rất bẩn. Bảng hiệu Hưng Liên mà ba tôi kẻ bằng nước sơn màu đỏ đã phai màu, đứng gần mới đọc được. Còn những chữ nhỏ hơn để tên các đào kép chính trong đoàn ca kịch Hưng Liên đã phai mất từ lúc nào. Mẹ tôi đã giả vào trong chợ để tiêu nốt số tiền còn lại ít ỏi cho bữa cơm tối. Ba tôi dặn bác Tư và bác Bảy về những việc phải làm đêm nay. Tôi rỗi rãi nhất, xuống xe đi loanh quanh ngắm chợ. Vài đứa bé ăn mặc lam lũ, vài mang thùng lớn lẩn vẩn quanh xe chúng tôi, nhìn ngắm với vẻ ngạc nhiên. Hiệp, đừng có đi đâu xa nghe. Mẹ mỉn bắt cóc đó. Dạ, đây là câu dặn dò đầu tiên của ba tôi với tôi về những bàn chân thích chạy biến của tôi. Ở cái chỗ đông người, ba tôi cẩn thận là phải. Chúng tôi đã rời làng xã để ra quận. Ba tôi hy vọng là dân chúng bình dân ở đây sẽ có tiền và có đủ tinh thần để nghe hát. Ít ra chúng tôi cũng kiếm được cơm cháo sống cho qua ngày. Chớ ở trong các xã xe, ba tôi chịu. Buổi tối đâu còn ai dám ra đường, hát sướng cũng không ai thèm xem. Chưa bao giờ chúng tôi dám ra những nơi đông đảo thị tứ để phô trương đoàn hát của mình. Một nhóm người hát dạo thì đúng hơn. Bác Tư đã rời ba tôi để lên xe lục kiếm một vật gì đó. Tôi lò dò đến gần bác hỏi. Bác Tư à, tối nay mình hát ở đâu há? Ở trong kia. Trong kia là ở đâu? Chớ bác nói vậy thì ai mà hiểu được. Chút nữa rồi biết. Con nít đừng có lộn xộn, để người lớn bàn chuyện. Bác Tư đã lấy được cuốn tuồng hát. Bác bỏ tôi đứng bực tức vì óc tò mò chưa được thỏa mãn. Cho đến lúc má tôi từ chợ đi ra thì cái nhóm ba người, tôi, bác Tư, bác Bảy mới chấm dứt cuộc họp. Nhưng cũng không để trễ một giây phút nào, ba tôi ra hiệu cho mọi người lên xe hết. Mẹ tôi trao cho tôi một trái chuối, chuối chiên nóng hổi, mải ăn ngon. Khi nhìn lên thì ngạc nhiên xiết bao, xe của chúng tôi đã chạy ra khỏi khoảng đồng trống. Hai bên gió mát rượi và đằng xa, mặt trời đỏ như một cái mâm đồng trói lọi. Tôi hỏi, ngạc nhiên, mình vô xã lại hả mẹ? Bác Tư trả lời, vô xã làm cái gì ở trống? Sao mình không hát ở chợ? Bác Tư cười khẩy, mẹ nó thèm coi tao với ba mày hát cải lương. Ở đó họ coi Bạch Tuyết, Hùng Cường, Phượng Liên, Thanh Nga, chứ coi gì Tư Tình, Bảy Viễn, Thành Hưng, Kim Liên. Mẹ tôi làm thinh thở dài, bác Tư cũng im luôn. Tôi cũng không dám hỏi trước vẻ mặt khép kín của mọi người. Ba tôi rẽ xe theo một con lộ nhỏ, men hai bên bờ ruộng thấp, những lũy tre làng, những lũy tre tảng cây xanh đàng trước mặt, lúa xanh dần, uốn éo theo chiều gió. Mùi lúa thơm thơm quen thuộc, một vài ngôi nhà sạch sẽ khang trang ở đầu xã, rồi những dãy nhà kế tiếp nhau mà không thưa thớt. Nhìn hàng lô con nít rong chơi hai bên đường, mẹ tôi chép miệng. Cứ nội cái tụi loi choi này coi cũng được bộn bạc. Xã này chắc làm ăn được, ba tôi nói vọng về phía sau. Xã nào gần quận cũng giàu có lây, để kiếm chỗ đất trống. Thằng Hiệp đâu, lấy cái trống vỗ vỗ để người ta chú ý. Mẹ tôi vội vã lôi chiếc trống nhỏ ra. Tôi lấy hai cái que bắt đầu vỗ thùng thùng, trong khi ba tôi cho xe đi thật chậm. Những người đứng trước cửa nhà lạ lùng nhìn. Một đám học trò tay còn xách cặp la lên, đoàn cải lương tụi bay ơi,
Nhiều đứa trẻ đang chơi trong sân nghe la vội chạy ra nhìn một thoáng. Một đứa chạy theo reo inh ỏi, hai đứa chạy theo, rồi một lũ con nít nhao nhao chạy theo. Tiếng trống của đoàn càng lúc càng ròn, càng giòn. Một đứa trẻ vai toàn ten cái cặp sách, bám được vào thành sau xe đang cố đặt chân lên tấm ván hở nhô ra đằng cuối. Mẹ tôi la lên, đừng chạy theo xe cán dập ruột đó. Nhưng đứa trẻ không nghe, miệng vẫn cười toe toét. Nó đã đu được cả hai chân và đang thả một tay vẫy vẫy tụi trẻ con chạy theo. Một vài đứa khác muốn bắt trước, ba tôi cho xe chạy nhanh hơn để vượt tụi nhỏ. Chúng vừa chạy vừa la, riêng tôi lòng phấn khởi vui vui đập trống liên hồi. Một đám đất trống, bãi cỏ xanh tươi nằm cạnh miếng ruộng tiếp giáp những đám ruộng khác. Ba tôi cho xe vòng một vòng để kiếm chỗ tốt. Xe vừa đậu lại, tụi trẻ con cũng theo kịp. Chúng vòng quanh chiếc xe, tò mò nhìn chúng tôi, ngắm nghía những dương đựng đồ tuồng, phấn son, những tấm phông đơn sơ bạc phách mắc trên mui xe. Vài đứa lẩm bẩm đánh vần, cố đọc cho ra những nét chữ mờ ở hông xe. Đoàn Hưng Liên tụi bay ơi! Một đứa nhòm vào xe hỏi tôi. Có thành được Út Bạch Lan không hả nhỏ? Mày đóng vai nào? Bác Bảy xua xua tụi nhỏ để lấy chỗ bước xuống xe. Đứng xa xa ra mấy em để làm sân khấu tối mà coi. Tôi bước xuống xe phụ bác Bảy vác mấy cái rương nặng trịch xuống xe. Đứa nhỏ lúc nãy bu cứng vào thành xe, vứt cặp khênh hộ. Không thấy bác Bảy nói gì, vài đứa khác cũng bắt trước vứt cặp chạy lại. Ba tôi khênh nốt mấy tấm phông vải xuống, vừa thở vừa nói với tụi nhỏ. Mấy cháu về nhà ăn cơm cho sớm, rồi 7 giờ thưa với ba má lại đây xem cải lương. Mấy chú diễn tuồng nợ nước thù nhà hay lắm, nghen. Tụi nhỏ trộn rộn một phút, có đứa bỏ về, có đứa đứng lại. Một đứa chỉ vào tôi hỏi. Chú, anh này ảnh có ca cải lương không chú? Mẹ tôi cười xòe. Chút nữa coi thì biết. Về ăn sớm sớm đi, nhớ rủ bạn bè tới coi nghe. Tụi nhỏ bỏ chạy về nhà. Một lát sau, bãi cỏ trống chỉ còn lại chúng tôi. Bác Tư nói, Chẻn ơi, không đình, hát trống không vậy ha? Ba tôi cười, hát đây rồi mình thu tiền ai đứng coi. Có nhiều lấy nhiều, có ít lấy ít. Nhưng cái điệu này ngó bộ mình được bộn bạc đấy, đỡ khổ. Tôi nói với, có tiền mai ba cho con tôi hủ tiếu nghe ba. Ba tôi gật đầu, được nhiều tiền, mai mua con gà cúng tổ. Vài ba người làm ruộng trở về tò mò đưa mắt nhìn chúng tôi. Gặp ai ba tôi cũng mời đến xem diễn tuồng. Gặp vài người vui tính ba tôi còn vời lại nói chuyện. Trong lúc bác Tư, bác Bảy dựng mấy cây cột, treo mấy tấm phông, chúng tôi dựng sân khấu trong sự thiếu thốn mọi bề. Nhưng những gánh hát dạo như chúng tôi phải biết biến ứng tùy theo hoàn cảnh. Gặp phải đình làng hoặc phòng khách khánh tiết của xã, chúng tôi cũng cực nhọc như trăng những phông màn giữa đồng trống. Cái xe được dùng làm hậu trường sân khấu, ba cái cột đóng ba góc. Cái xe trở thành cái cột thứ tư, nằm về phía đầu gió. Những sợi dây vắt ngang chắc chắn treo tấm màn vải nu đã vá nhiều chỗ. Mấy cái phông sơ sài dựng được nhờ những nhánh chĩa. Chiếc đèn măng sông được bơm sáng treo lửng lơ. Vậy là xong. Bác Bảy thử lại dây đờn, chúng tôi bắt đầu sửa soạn hóa trang. Hôm nay diễn tuồng xã hội nên hóa trang không tốn công và cực khổ nhiều. Tôi mặc chiếc áo cánh nâu, cái quần hai màu, sửa soạn để đóng vai người con của Trinh Phụ. Tôi lóng ngóng qua lại chờ đám khán cả đầu tiên khán giả đầu tiên đến. Một cô bé bế em, tay kia bưng chén cơm vừa đút vừa dỗ, là vị khán giả đến sớm nhất. Khi vầng trăng lưỡi liềm đến ngang đỉnh đầu thì trước sân khấu đã rộn rịp trẻ nhỏ. Chúng chạy đùa la hét giỡn hớt. Tôi có phận sự giữ không cho chúng lên sân khấu và gõ vào thành xe.
Vài đứa nhìn nét mặt chất đầy son phấn của tôi với vẻ khâm phục và ao ước. Trong thoáng chốc, thấy mình lớn lên và hãnh diện. Vài ba người lớn đã lục tục kéo đến, đầu tiên là các bà già, rồi mới đến đàn ông, những người ở quanh xóm gần nơi chúng tôi dựng sân khấu. Họ ăn trầu nói chuyện om sòm. Mẹ tôi đã hóa trang xong, bà vòng ra đứng cạnh tôi nhìn xung quanh lẩm bẩm một mình. Đông quá, liệu cũng được bạc ngàn ấy. Mỗi người chừng 40-50, trẻ con 10-15 đồng. Mà đông thật, trẻ con bao quanh sân khấu, người lớn mé ngoài, có người ngồi sụp xuống cỏ, có người mang theo cả ghế ngồi. Tôi cũng thấy lòng mừng mừng, vui vui. Sau ngót 2-3 tháng nghỉ hát, hoặc họa hoàn vài người đến xem vội vã, hôm nay tôi mới được nhìn lại quang cảnh nôn nức quen thuộc. Tiếng đờn của bác Bảy Viễn bắt đầu báo hiệu màn sắp mở. Người lớn ngóng nghe giữa những tiếng ồn ào của bầy trẻ nhỏ. Chắc ba tôi sắp sửa ra sân khấu nói vài lời phi lộ. Hồi trước, thường thường trước khi vô tuồng, ba tôi thường đứng ra giới thiệu đảo kép tên vở tuồng, tóm tắt sơ lược câu chuyện trừ cái đoạn kết. Còn hồi này hát giữa đồng trống ngoài trời, ngoài những chi tiết thường lệ trên, bà tôi còn thêm vào mục quyên tiền trước khi vở hát bắt đầu để thay thế vé mua. Bao giờ ông cũng định giá tối đa và giá tối thiểu, rồi kết luận bằng một câu: tùy hảo tâm của bà con cô bác. Thật tình ba tôi có nói cũng bằng thừa, vì người coi hát nào cũng cho một số tiền tối thiểu. Lòng hảo tâm của họ đã bị hạn chế bởi đời sống vật chất khó khăn hiện nay, chứ không như hồi xưa. Ba tôi kể lại, khi người còn nhỏ, những gánh hát còn được người ta say sưa xem. Mỗi lần đào kép xuống một câu vọng cổ hoặc dứt một bài Lý Con Sáo là tiền thưởng từ dưới sân khấu bay lên như bươm bướm. Thời ấy hết rồi, xa rồi. Một tiếng trống ra hiệu nhỏ, tôi kéo màn. Bà tôi bước ra sân khấu trong lớp hóa trang người chinh phu. Ông cúi đầu kính chào mọi người. Kính thưa bà con cô bác. Đám khán giả vẫn ồn ào, có vài tiếng chửi thề, la lối của mấy gã thanh niên nóng tính. Bà con muốn cho bao nhiêu cũng được, tùy lòng hảo tâm của quý bà con cô bác. Kính chào quý vị. Tiếng vỗ tay lẻ tẻ, tôi kéo màn. Mẹ tôi dúi cho tôi cái rổ để đựng tiền. Tôi mang rổ vòng ra phía ngoài, phía bìa ngoài vì nơi đó có nhiều người lớn. Tiếng trống dập dồn thúc giục, chắc là do bác Tư tỉnh đánh. Tôi tiến đến một bà già đang nghe chầu và chìa rổ dọn một gương mặt tươi cười. Bà ngần ngừ trong một giây rồi móc túi bỏ vào rổ một đồng ken 20. Tôi đi gần đến những người đàn ông. Tivi có cải lương tụi bay ơi. Tôi khựng lại, một đứa nhỏ chặc bằng tuổi tôi đang kêu bạn. Cả đám người quay lại, có mấy người hỏi to: mở tivi rồi hả? Tivi sửa rồi à? Tuồng gì vậy? Gánh nào? Cải lương có Bạch Tuyết, Hùng Cường. Mấy đứa nhỏ đứng dậy la lên: dạ, Lý Hương tụi bay ơi, Bạch Tuyết, Hùng Cường, có Đánh Kiếm nữa. Hai đứa rồi ba đứa, rồi một rừng người đứng dậy. Chúng đổ xô chạy về phía trụ sở xã. Người lớn ngồi ngại ngùng nhìn nhau. Có mấy bà đứng dậy. Cuối cùng họ cũng kéo nhau xem theo mấy đứa nhỏ. Kể cả những người đã mang ghế đến, bây giờ họ cũng mang ghế đến chỗ đặt tivi chung cho xã. Chiếc rổ quyên tiền của tôi sững sờ trong tay. Tôi ngơ ngác nhìn theo đám đông kéo nhau đi. Những tiếng la xa dần và vọng lại đâu đó những chàng cười nói. Bãi cỏ nát rộng trống, chỉ còn bà già chót bỏ tiền vào rổ còn ngập ngừng ở lại với đứa cháu nhỏ. Đứa cháu lúc lắc tay bà đòi: bà, coi tivi đi bà, coi Bạch Tuyết, Hùng Cường bà. Bà già hẳn tiếc 20 đồng mà cũng chẳng nhẽ lấy lại nên ngần ngừ. Bà tôi đã đến sau lưng tôi. Tôi quay lại, tiếng đàn của bác Bảy Viễn đã im bặt. Bác Tư Tỉnh trong lốt hóa trang, bộ râu chổi xể chiếm gần hết gương mặt, đang đứng ngó sừng ba tôi. Trên sân khấu, tấm màn được khoát ra, mẹ tôi ngồi ôm mặt bất động, lòng uất ức. Tôi ngã đầu vào lòng ba tôi, mặc cho nước mắt tuôn trào.
Bị cái tivi diễn tuồng hay chớ, tụi tôi cũng muốn coi lắm chớ. Thôi chú chở ngày mai đi, mai tivi không có cải lương chắc có người coi. Tụi cháu xui quá bác ơi, bà tôi nói run run vì nghẹn ngào buồn bực. Chắc cái mửng hổng nó có hát hò gì được. Thôi tôi về, mấy chục bạc cho cháu nhỏ uống nước, tội nghiệp. Bà cụ bỏ đi, ba tôi vuốt lưng tôi nhẹ nhẹ, người nói nhỏ như tự nói với mình. Cái số trời bắt cực, không tránh được, thôi cũng đành. Ba tôi dìu tôi ra xe, bác Tư Tình ngồi bó gối, bác Bảy dựng cây đèn thẫn thờ. Mẹ tôi đã ra ngồi sau xe từ hồi nào, tôi nghe tiếng mẹ tôi nấc nhẹ nhẹ. Thôi em mẹ, đừng buồn, để ngày mai mình kiếm cách. Lo chi, trời xanh voi xanh cỏ mà. Ba tôi bỏ ra phía trước, người gỡ mấy tấm phông, thổi tắt cây đèn măng sông, nói với bác Bảy và bác Tư, giọng uể oải chán trường. Anh Bảy với anh Tư phụ tôi dẹp mấy cái này, mai hãy hay. Đêm đó chúng tôi không có nồi cháo khuya như mọi khi. Tôi gối đầu trên vai mẹ, lòng buồn chồn không ngủ được. Tô hủ tiếu, con gà thịt vàng, lườm mới đây còn là giấc mơ sắp thành sự thật. Tôi đã ngửi thấy mùi cay của tiêu, mùi thơm của thịt, vị ngậy của nước dùng. Ấy thế mà giấc mơ đã chóng tan. Bụng xép lẹp, con gà luộc xa vời với những sợi hủ tiếu trắng phau không tưởng. Trong đêm khuya, nghe gió lạnh sẽ lùa qua hiên. Giọng bác Tư Tình buồn bã như tiếng than vãn, cất lên trong đêm vắng vẻ. Sao trên trời rung rung, mặt trăng đang ở về phương Tây, trải ánh sáng nhẹ nhẹ mơ hồ như có khói. Tiếng đàn của bác Bảy Viễn cũng hòa theo. Nửa chừng, bác bắc qua bản Nam Ai não ruột, bác Tư thì không hát nữa. Chỉ còn tiếng đàn của bác Bảy buồn như giọt mưa khuya, tiếng đàn theo gió, chảy loãng ra trong không gian, tràn vào lòng người man mác. Tôi ngủ thiếp đi.